Dạ, xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Vừa rồi đã lắng nghe ca khúc Xin Dành Trọn Cho Em. Và đó cũng là một món ăn tinh thần đầu tiên dành tặng cho cô dâu và chú rể trong đêm tân hôn hôm nay. Và bài hát tiếp theo xin được trân trọng gửi đến tất cả quý vị. Bởi vì chúng ta còn không ít ngày nữa, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị bước vào thềm năm mới, chuẩn bị chờ đón một năm đầy hứa hẹn 2023 thật nhiều may mắn, thật nhiều thành công. Và xin được thay mặt cho ekip cũng như gia đình xin được mến chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và chuẩn bị chờ đón một năm mới thật an khang, thịnh vượng và phát tài. Một ca khúc tiếp theo là một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu, ca khúc được mang tên Thì Thầm Mùa Xuân. Kính mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Xin được cảm ơn anh trai. Và sau ca khúc này cũng là đến lúc tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lựa chọn ca khúc yêu thích của mình để gửi tặng đến cho cô dâu và chú rể. Và thưa quý vị, để cho buổi tiệc của chúng ta bùng nổ thêm nóng bỏng hơn nữa, xin được trân trọng mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng rót thật đầy ly nha. Ai có bia thì rót bia, ai có nước ngọt cũng rót thật đầy ly luôn.
Chúng ta cùng nâng ly thật cao sau tiếng đếm 1, 2, 3 mình là vô thật là to để thay cho lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cô dâu và chú rể. Xin mời mọi người nâng ly thật cao ạ. Rồi em mời mọi người nha. 1, 2, 3. Dạ xin được cảm ơn rất nhiều.